sư tịnh không tập năm mươi lăm xin chào chư vị đồng tu chào mọi người xin xem cảm ứng thiên đoạn thứ bốn mươi hai cũng chỉ có tám chữ cuốn chư vô thức bán chư đồng học Đây cũng là thuộc vào đại ác Ở trong hội biên Nói rất hay Vô thức chi nhân chánh đương tùy sự hiểu tĩnh cảnh chi dĩ nghĩa lý động chi dĩ thiền ác xử chí giác ngộ nhi bất đọa ư hoặc làm sao có thể bởi vì họ ngu muội bạn bè lừa gạt họ. Phía sau đã dẫn một câu nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng Nguyễn hoặc vô thức nghi ngộ chúng sanh tử hậu đương đọa nhập vô gián địa ngục. người ở thế gian hữu ý vô ý tạo tác tội nghiệp cực nặng tự mình hoàn toàn không biết cũng không biết quả báo đáng sợ ở trong cảm ứng thiên nêu ra những thí dụ này chúng ta xoay lại thật kỹ những lỗi lầm này bản thân cũng thường hay đang phạm nhưng mà xưa nay không hề nghĩ đến sẽ có quả báo nghiêm trọng như vậy bản thân luôn cho rằng những chuyện này là chuyện nhỏ thậm chí là nói chẳng đáng kể gì tại vì sao lại có sai lầm nghiêm trọng như vậy người ngu muội vô tri chúng ta không học kinh phật không hiểu rõ chân tướng sự thật những người này trong đời quá khứ bao nhiêu đời nay tạo tác rất nhiều nghiệp bất thiện cảm nên cái quả báo như vậy Phật Bồ Tát thấy rất rõ ràng Chúng sanh thuộc loại này Chính là đối tượng cứu độ của Phật Bồ Tát Hơn nữa xếp họ vào hàng ưu tiên nhất Tại vì sao vậy? Người như vậy Nếu như không mau mau giúp đỡ họ Họ trông nháy mắt Liền đọa vào địa ngục cho nên phật bồ tát giúp đỡ chúng sanh chúng sanh quả báo nghiêm trọng nhất khổ nhất nhất định là xếp vào ưu tiên hàng đầu người tạo tác tội nghiệp tương đối nhẹ không đến nỗi đòa lạc khổ như vậy hơi chậm một chút vẫn không sao đây là hợp tình hợp lý một loại tình hình khác tương đối đặc thù đây cũng là phật ở trong kinh thường nói người căn cơ chín mùi đổ trước sao gọi là căn cơ chín mùi cơ duyên thành phật đến rồi người này cũng phải ưu tiên giúp đỡ họ giúp họ thành phật sau khi họ thành phật là có thể rộng độ chúng sanh đạo lý ưu tiên là ở chỗ này người thế gian suy cho cùng kẻ ngu muội vô thức chiếm đa số chúng ta thử nghĩ lại bản thân chúng ta có phải thuộc vào loại vô thức này hay không tư duy thật kỹ phản tỉnh kiểm điểm bản thân chúng ta thật sự là thuộc về vô thức tại sao vậy tuy hằng ngày đang học kinh giáo mà vẫn luôn luôn đang phạm lỗi lầm như cũ đây chẳng phải là vô thức sao cho nên phải theo việc nhắc nhở ở mọi lúc ở mọi nơi ở trong tất cả cảnh duyên nếu như không nhắc nhở lại phạm sai lầm rồi mặc dù không phạm sai lầm trong lời nói việc làm nhưng khởi tâm động niệm ý nghĩ thường hay đang phạm tại vì sao phật bồ tát phải hằng ngày giảng kinh vậy chỉ có gì mỗi một việc này mấy người có thể nghe một lần kinh nghe một bộ kinh là có thể quay đầu là có thể giác ngộ là có thể chứng quả loại người này không phải không có quá ít rồi ở trong mấy trăm năm chúng ta mới nhìn thấy có một người ở trong ức dạng người khó có được một người từ đó cho thấy đa số người giống bản thân chúng ta cũng là thuộc vào loại này tập khí nghiệp chướng vô cùng sâu nặng cho nên cần thiện trí thức, từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta. Đến đâu để tìm ra thiện trí thức như vậy? Thực sự tìm không ra. Đầy đức xưa dạy chúng ta cúng dường Tam Bảo. Chúng ta cúng dường tượng Phật, cúng dường tượng Bồ Tát, dụng ý ở chỗ nào vậy? mượn những hình tượng này từng giây từng phút nhắc nhở mình nhìn thấy tượng phật liền nghĩ đến lời dạy của phật bồ tát không nhìn thấy tượng phật quên mất rồi dụng ý của cúng tượng phật là ở chỗ này chứ không phải xem ngài giống như thần linh không phải cầu mong ngài phù hộ thăng quan phát tài là dùng ngài để thường xuyên nhắc nhở mình nhắc nhở điều đầu tiên là đọc kinh nhìn thấy tượng phật thì muốn nghĩ đến phải đọc kinh đọc kinh chính là nghe phật bồ tát giảng kinh thuyết pháp khiến chúng ta hiểu rõ nghĩa lý là việc nên làm những việc nào là nên làm những việc nào không nên làm đây gọi là nghĩa lý là chân tướng của vũ trụ nhân sanh tất cả kinh mà phật nói ra nội dung của nó quy nạp lại là không ngoài hai sự việc này nghĩa chính là đoạn tất cả ác tu tất cả thiện là việc bạn nên làm lý là minh tâm kiến tánh không những mình phải học còn phải giúp đỡ người khác làm sao giúp đỡ người khác đây làm nên tấm gương cho người ta thấy Tấm gương gì vậy? Động chi dĩ thiện ác Chúng ta phải thể hiện ra Chúng ta khởi tâm động niệm Người khác không nhìn thấy Những lời nói việc làm của chúng ta Người ta xem thấy Chúng ta có thể ở trong một đời miệng không nói lời ác. Ở trong một đời có thể làm được không vọng ngữ, không lừa gạt người khác. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Ta ngày từ hôm nay, từ sáng đến tối không vọng ngữ, không ác khẩu. Đây là rõ ràng dễ thấy. Phật dạy người sơ học bắt đầu từ thập thiện nghiệp đạo. Quán Kinh nói Tam Phước Đưa ra cương lĩnh cho chúng ta Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Chúng ta muốn hỏi Chúng ta làm sao hiếu thân Làm sao tôn sư Tu tâm từ Tu thập thiện Chính là hiếu dưỡng phụ mẫu chính là phụng sự sư trưởng nếu như ba nghiệp thân ngữ ý của chúng ta đều bất thiện đó chính là bất hiếu chính là bất kính là bắt đầu từ đây quả nhiên thật sự làm được rồi hàng ngày làm như vậy người này là người thiện. Người thiện không cần phải người khác tán thán chúng ta. Nếu chúng ta hy vọng người khác tán thán, hy vọng người khác biểu dương chúng ta, làm như vậy là đã bất thiện rồi, tại sao vậy? Dụng ý bất thiện. Hành vi là thiện mà tâm bất thiện, tâm địa ô nhiễm, không thanh tịnh. chẳng cầu gì cả, cần nên làm như vậy. Cách làm này chỉ là giúp đỡ người khác, chỉ là phổ độ chúng sanh, để người ta thấy, thấy rồi họ sẽ giác ngộ. Tại vì sao họ có thể làm được mà ta không làm được? Họ nhìn thấy lâu rồi, họ sẽ phản tỉnh. Xưa nay, Tổ sư Đại Đức giảng kinh nói đến cảm hóa người khác. Ở trong Phật Pháp nói phổ độ chúng sanh, dùng cách nói hiện nay gọi là cảm hóa người khác. chỉ dùng một cái tâm chân thành tâm từ bi làm ra một tấm gương tốt để người ta xem tấm gương tốt nhất là vua thuấn vua thuấn khi ông còn tuổi thanh thiếu niên môi trường sống của ông vô cùng tồi tệ rơi vào nghịch cảnh người ác ông có thể cảm hóa làm vô cùng viên mãn làm vô cùng thành công là tấm gương tốt nhất tại vì sao ông có thể làm được vậy một câu nói của đại sư lục tổ huệ năng không thấy lỗi thế gian cho nên ông mới làm được không thấy lỗi thế gian là lý ông rõ lý người khác tại sao dùng ác ý đối với ta dùng ác hạnh đối với ta luôn là bản thân ta có lỗi lầm cho nên họ niệm niệm không có nhìn thấy người khác bị lỗi cho rằng người khác có thái độ gì cũng là chính xác cũng là đúng cả luôn là bản thân có lỗi lầm cần phản tỉnh kiểm điểm sửa chữa lỗi lầm khiến những người có khuynh hướng ác ý này cũng không thể nhìn ra lỗi xấu của mình vậy là thật sự biết được đạo lý và phương pháp của tu hành ông thật sự biết được ở trong phật pháp chúng ta nói đây là sự thị hiện của Đại Bồ Tát Đây đâu phải là Phạm Phu Sự hành trì của ông Chúng ta quan sát tỉ mỉ Thấy không có khác gì So với thiện tài đồng tử Trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện tài đồng tử Cả đời tu hành Không có nhìn thấy lỗi thế gian chỉ thấy mình có lỗi Không thấy lỗi thế gian Cho nên ông thuận bườm xuôi gió Một đời viên mãn bồ đề Đây là ở trong kinh Phật nêu ra Một tấm gương tốt nhất Từ quả địa phàm phu trải qua 51 cấp bậc của Bồ Tát. Từ sơ tính đến thập tính. Theo học một vị thầy. Bồ Tát Văn Thù là thầy của ông. Thập tính tâm tròn đầy, thầy bảo ông đi tham học Cho nên vì sao là 53 tham Mỗi lần tham học Là một vị thiện trí thức Là vị thứ của ông được nâng cao lên thêm một cấp bậc Tham vấn tỳ kheo kiết tường dân Ông là sơ trụ Tham vấn tỳ kheo hải dân Ông là nhị trụ Tham vấn tỳ kheo diệu trụ Ông là tam trụ Chúng ta thử nghĩ Cái mà ông trải qua là đời sống gì vậy? Quay lại thử nghĩ đời sống mà mình sống là đời sống gì? Người ta đạo nghiệp mỗi ngày tăng trưởng định tuệ đắng học đời sống đó viên mạng biết bao giàu có biết bao chúng ta ngày nay hàng ngày vẫn đang tạo nghiệp cho nên chỗ này nói vô thức, chúng ta không phải vô thức thì ai vô thức đây? Chúng ta không có hiểu nghĩa lý mà Phật đã nói. Tôi học 47 năm 47 năm mới hiểu được một chút đạo lý như vậy. Cho nên có cơ hội tôi hưởng chung với mọi người. Không quên từng giây từng phút nhắc nhở các đồng học khích lệ các đồng học làm hết khả năng một ngày cũng không từ bỏ bản thân tôi biết rất rõ ràng rất minh bạch nếu như mấy ngày không có người khích lệ thì kinh cũng lười xem rồi tập khí tật xấu đều trổ ra cổ nhân của chúng ta nói hay đó là nói người đi học ba ngày không đọc sách thánh hiền thì vẻ mặt hoàn toàn khác chính là người thời xưa nói cái hoàn cảnh đó của họ thật sự mà nói thù thắng hơn nhiều so với chúng ta hiện nay nói lời thành thật đâu có cần ba ngày một ngày không đọc là vẻ mặt đã hoàn toàn khác rồi một ngày vẫn quá dài nửa ngày không đọc vẻ mặt cũng đã hoàn toàn khác rồi ngày xưa còn có thể đợi ba ngày chúng ta ngày nay nửa ngày không đọc thì tập khí tật xấu hoàn toàn lộ ra hết thậm chí là vừa đọc tập khí tật xấu vừa biểu hiện ra bên ngoài bạn nói có còn cách gì không đọc kinh xin phiền não nghe giảng cũng xin phiền não Nghiên cứu thảo luận cãi nhau Hãy nghĩ xem Người xưa còn có thể chiêu đựng được ba ngày Thì mới biết được Tập khí tật xấu của chúng ta hiện nay là nghiêm trọng cỡ nào Cho nên đọc đến đoạn kinh văn này lừa gạt những người vô tri này suy nghĩ thấy bản thân chúng ta đúng là người vô tri người lừa gạt chúng ta quá nhiều quá nhiều rồi đầy khắp cả đường người nhắc nhở chúng ta không có tìm ở đâu bây giờ người mà chúng ta tiếp xúc toàn là lừa gạt chúng ta Cho nên hai câu nói này Xem ra rất bình thường Nhưng ý nghĩa quá lò sâu xa Cho nên lần này Có cái cơ duyên như vậy Tôi lại đem Kinh Kim Cang giảng nghĩa Xem kỹ lại một lần sau khi xem xong cảm thấy trong đó có rất nhiều thứ vẫn cần phải bổ sung nói rõ thêm tại sao vậy người bình thường xem xong vẫn không hiểu không làm bổ sung thì có lỗi với chúng sanh hiện đại cho nên người xưa giảng kinh Thuận tiện Gợi ý là thấy ngay Họ xem xong họ có thể hiểu Hiện nay không được Gợi ý thế nào họ cũng không thông rồi Không thể không nói nhiều Không thể không phiền toái Cho nên độ chúng sanh hiện đại khó hơn quá nhiều so với trước đây nếu như chúng ta không có tâm nhẫn nại không có thưởng thức phong phú không có đức hạnh không quan sát căn cơ được thì tự hành hóa tha đều làm không thành công cho nên không thể không nỗ lực vì chúng sanh, vì Phật Pháp Dũng mãnh tinh tấn Xin chào chư vị đồng tu Chào mọi người Xin xem Cảm ứng thiên Đoạn thứ 42 Cuốn chư vô thức Bán chư đồng học ở trong hội biên nói cái ý nghĩa này rất rõ ràng cũng đã nêu ra không ít thí dụ thuyết minh nghiệp nhân quả báo ở trong đây lại dẫn ra một đoạn ở trong kinh phật dạy chúng ta làm thế nào chung sống với bạn bè đoạn kinh văn này không dài thật sự đúng là chúng ta cần phải nhớ kỹ hơn nữa phải thực hiện phật ngôn nhân sự bằng hữu bỉ thử giai hữu ngũ sự nền giáo dục của nho gia coi trọng luân thường người trung quốc nói ngũ luân vợ chồng cha con anh em bạn bè vua tôi cho nên bạn bè ở trong ngũ luân quan hệ với bản thân chúng ta vô cùng mật thiết làm sao có thể trọn đạo nghĩa bạn bè phật đã nói cho chúng ta năm sự việc thứ nhất là nếu đôi bên làm nghiệp ác thì phải khuyên nhau dừng cho nên bạn bè có nghĩa vụ khuyên nhau tránh lỗi lầm nếu như nhìn thấy bạn bè làm việc sai trái không nói thì đây không phải là bạn bè rồi đây không phải là bạn bè nhưng mà khuyên nhủ thì có lễ cho nên nhất định phải giữ lễ hiểu được lễ nghi chỉ lỗi tuyệt đối không ở trước mặt người thứ ba khuyên nhủ tế nhị đây là bạn bè cha mẹ chỉ dạy Có thể ngay trước mắt đám đông Anh chị em trong nhà Chỉ dạy với nhau Đây là động viên con em của mình Thế nhưng có người ngoài Cha mẹ cũng sẽ không nói Luôn là muốn giữ thể diện cho con cái thầy dạy học trò đồng học ở trong đồng học có thể nói tại vì sao vậy các bạn là đồng học thầy không phải dạy một mình ta là dạy tất cả học trò thế nhưng bạn bè thì không được phép bạn bè chỉ có thể khuyên nhủ thế nhị cho nên những đạo lý này chúng ta đều phải biết đệ tương khuyên chỉ là giúp lẫn nhau bản thân ta có lỗi lầm bạn của ta sẽ giúp đỡ ta động viên ta nhắc nhở ta ta cũng phải giúp đỡ bạn của ta đặc biệt là ở trong phật pháp phật pháp thật sự hiểu rõ nhân quả thông ba đời cho nên khuyên nhủ là quan trọng hơn hết tạo một niềm ác dường như trước mắt cảm thấy không sao mà hậu quả tương lai là không thể tưởng tượng ra. Người thế gian đối với những sự lý này không hiểu. Chúng ta tự mình phải hiểu rõ, phải sáng tỏ tập khí ác rất nặng Trong luận ngữ nói Luận ngữ là khổng phu tử nói Bằng hữu số tư sơ hỷ Cho nên vào hiện nay Là khó khăn hơn bao giờ hết Khuyên lỗi Không được quá ba lần Ba lần trở lên đó là trở thành người ác rồi nên tránh xa không những tránh xa còn bị kết quán thù từ đó cho thấy thế gian việc khó khăn nhất là tình người cái gọi là làm việc khó làm người càng khó hơn thật sự thấu tình đạt lý ở nhà nho gọi là quân tử thật sự gọi là thông đạt đạo lý nhân tình thông tình đạt lý đến rốt ráo đây là thánh nhân ở trong phật pháp chúng ta gọi là phật bồ tát chúng ta ngày nay tội nghiệp đầy mình khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều là bất thiện tại vì sao phật bồ tát không đến khuyên nhủ chúng ta tại vì sao không đến chỉ dạy chúng ta chúng ta tự mình thử suy nghĩ phật bồ tát đến chỉ dạy chúng ta chúng ta có thể tiếp nhận không không thể tiếp nhận Ba lần trở lên là phiền chán rồi, cũng xem Phật Bồ Tát giống như oan gia rồi. Cho nên Phật Bồ Tát từ bi không đến. Không đến là từ bi. Duy trì quan hệ tốt với bạn, không muốn bạn tốt trở thành oan gia. Lánh xa bạn. Đến khi nào bạn thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu rồi. Ở trong lục đạo đã chịu hết các đau khổ rồi. có một niềm giác ngộ một niềm quay đầu thì bạn tốt lại đến ngay thôi cách làm này của chư phật bồ tát vô cùng đáng để chúng ta làm tham khảo không nghe lời khuyên chân thành không nghe lời thiện thì tạm thời tránh xa. Nhất định phải đợi họ muốn quay đầu thì đến gần. Đây là đạo lý lớn của cảm ứng đạo giao. Đây là khuyên lỗi. Phật đem cái này xếp ở điều thứ nhất Điều thứ hai là Bỉ thử nhược hữu nạn tật Đương kháng cố điều trị Chúng ta gặp phải khó khăn Khi cần người giúp đỡ Lúc này bạn bè có nghĩa vụ Cần phải giúp đỡ thứ đến có tật bệnh bệnh tật làm bạn bè nhất định phải quan tâm cũng phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ tìm kiếm thầy thuốc giỏi giúp đỡ họ chữa trị nhưng mà xã hội hiện nay quả thật thật sự là quá khó quá khó rồi cổ nhân nói là thiên hạ đại loạn rốt cuộc loạn chỗ nào vậy người bình thường chúng ta nói xã hội không có trật tự trị an xã hội không tốt người với người không có thiện ý giao thiệp đầy rẫy dối trá sâu hơn một nấc chúng ta chưa có quan sát thấy quan sát sâu hơn một nấc luân thường đạo đức phá hoại rồi cha con không thân bạn bè bất tín vợ chồng vô nghĩa vậy có nguy hiểm không đây là mối loạn đích thực hơi một chút bất như ý lập tức liền quay mặt đây là đời loạn rồi thời thái bình thịnh trị sẽ tuyệt đối không có loại tình trạng này chúng ta thử nghĩ nguồn gốc của thái bình loạn lạc ở chỗ nào vậy ở giáo dục hiện nay mọi người không giảng giáo dục cổ thánh thiên hiền nữa rồi không những là dứt bỏ còn muốn cực lực tiêu diệt nó. Đây là bất thường. Trong tả truyện có một câu nói: "Nhân khí thường tắc yêu hưng." Khí thường là dứt bỏ luân thường dứt bỏ luân thường thì cái xã hội này chắc chắn là yêu ma quỷ quái nhà phật nói mười pháp giới ở trong mười pháp giới lại có mười pháp giới mỗi một pháp giới đều có đầy đủ mười pháp giới lời này nói rất hay đại sư thiên thai phát minh bách giới thiên như ở trong kinh pháp hoa là phát huy từ cái ý nghĩa này nếu người có thể tiếp nhận giáo dục thánh hiền là thiên nhân trong cõi người là Phật Bồ Tát trong cõi người. Người nếu như dứt bỏ nền giáo dục thánh hiền là ngạ quỷ cõi nhân gian. Súc sanh cõi nhân gian. Địa ngục nhân gian. Yêu ma quỷ quái cõi nhân gian. Mấu chốt đều ở giáo dục Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật Từ bỏ Mọi ngành nghề Dấn thân vào Làm công tác giáo dục Tất cả chư Phật như Lai Đều thị hiện như vậy Chúng ta mới biết sự việc này là sự nghiệp lớn đứng hàng đầu của thế xuất thế gian việc mà phật làm là sự nghiệp lớn hàng đầu của thế xuất thế gian người khác không thể làm người khác không làm được người khác làm không tốt ngài đến làm nếu chúng ta có thể thể hội được Chúng ta ngày nay phát tâm học Phật Làm đệ tử của Phật Nối tiếp huệ mạng Phật Ở thời đại này Gánh giác nổi Gia nghiệp của Như Lai Gia nghiệp của Như Lai Chính là dạy học Làm sao giúp đời chúng sanh Thật sự giác ngộ đây là việc của nhà như lai bạn bè có khó khăn bạn bè có bệnh tật là giống như mình có khó khăn mình có bệnh vậy toàn tâm toàn lực đi chăm sóc cần có phương tiện thiện xảo cần có trí tuệ phương pháp mở trong đây dùng rất nhiều thí dụ cũng rất nhiều liễu phạm tứ huấn cũng có nói đến nếu như bạn bè tập khí ác quá nghiêm trọng dùng phương tiện ác để đối xử họ hy vọng họ chịu thêm một chút khổ nạn chịu thêm một chút giày dò cuối cùng họ thành tựu rồi đây cũng là đạo đối xử với bạn bè để đến sau khi họ giác ngộ rồi mới cảm kích người bạn này không phải ác ý là muốn thành tựu cho ta tập khí ác có khi thật sự khó sửa đổi trở thành thói quen rồi cho nên dạy học nhất định là vào lúc tuổi còn thơ trung niên trở lên thì vô phương dạy rồi Cũng không có cách gì khuyên được Tại vì sao vậy? Đã hình thành thói quen rồi Khuyên rồi bản thân học Có muốn sửa hay không? Muốn sửa Muốn sửa cũng sửa không được Không có năng lực khắc phục tập khí của mình Đây là phạm phu Nghe qua có thể sửa Có dũng khí có quyết tâm, có nghị lực khắc phục tập khí của mình. Người này không phải là người phạm. Chúng ta nhìn thấy trong lịch sử Bất luận là thế pháp hay là Phật pháp Người có thành tựu lớn Phần lớn là loại người này Khắc kỷ khôi phục lễ thánh hiền quân tử Ở trong Phật Pháp là Phật Bồ Tát Thứ ba là Bỉ thử hữu gia hoài ngữ Bất đắc dị ngoại nhân thuyết Đây là ở trong nhà Có những lời không hay Cái gọi là Đừng dạch áo cho người xem lưng bạn bè có một số ác hạnh chỉ có thể khuyên nhủ không nên nói với người ngoài chúng ta thử xem mấy điều mà phật nói đây hiện nay cái xã hội này giữa bạn bè với nhau hầu như đều làm trái lại hoàn toàn tứ giả đường cát tương kính tháng bất đoạn giảng lai bất đắc ký oán nhất định phải tôn trọng lẫn nhau kính yêu lẫn nhau thường xuyên qua lại thăm viếng nhớ ân không nhớ oán Nhất là bạn bè mới quen Ở trong Phật Pháp thường nói Chỉ luận hiền hành Không luận dĩ dãn Họ trước đây làm việc xấu Ác hạnh Họ ngày nay Quay đầu rồi Giác ngộ rồi Ngàn ngữ Trung Quốc thường nói Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại lúc tuổi trẻ không biết chuyện tạo tác rất nhiều ác nghiệp chỉ cần họ có thể tiếp nhận lời dạy của thánh hiền ưa ừ, thích nghe kinh Có thể tin, hiểu, có thể phụng hành Họ đúng là người tốt Đại sư thiện đạo nói rất hay Duyên ngộ không đồng Trước đây chưa gặp được thiện trí thức Gặp được những người ác thiện trí thức người chắc chắn đầy đa số đều là không có tánh cố định người không có tánh cố định nên mới gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng qua lại với loại bạn bè nào họ nhất định học người đó học kiểu dáng quay đầu là tốt rồi có người nào không có lỗi lầm người không phải thánh hiền ai có thể không có lỗi bạn không phải thánh hiền tái lai Chắc chắn có lỗi lầm Quay đầu là tốt Tổ sư Đại Đức Luôn luôn đều làm những thị hiện này Tổ sư tịnh tông chúng ta Các vị khâm phục nhất là ngẫu Ích Đại Sư Ấn Quang Đại Sư Lúc còn trẻ cũng phỉ bán Pháp Đây đều là làm thị hiện cho chúng ta Đều là Phật Bồ Tát Tái Lai Làm thị hiện cho chúng ta Khi còn trẻ Học sách nho Bài xích Phật Pháp Đến sau khi tiếp xúc Nghe thấy rồi mới hối hận Sám hối sửa chữa lỗi lầm Và trở thành tổ sư một đời của nhà Phật Thử xem Ngài trước sau 20 tuổi Với cái nhìn của chúng ta hiện nay Thấy đó là ma phản đối người học Phật. Tại sao lại phản đối vậy? Đây là Ngài Thị Hiện. Ngày nay trong xã hội, bao nhiêu người phản đối Phật Pháp? Tại vì sao phản đối vậy? Chưa từng tiếp xúc qua. Không biết Phật Pháp là cái gì hết. Chỉ là nghe người khác nói. Nói thế nào? Phụ hòa theo thế ấy. Người ta nói nó là mê tín chúng ta cũng nói theo là mê tín người ta nói nó là tiêu cực chúng ta cũng cho rằng nó thực sự là tiêu cực chưa từng tiếp xúc qua cho dù tiếp xúc được rồi chúng ta biết kinh điển của nhà phật tập kết trễ nhất cũng là vào thời nam tống Tuy là Một số Pháp Sư dịch Kinh Đã dùng văn tự đơn giản dễ hiểu nhất Để dịch là văn tự đơn giản dễ hiểu nhất Vào thời đó Chúng ta ngày nay đọc những Kinh văn này Vẫn còn thấy khó khăn Hướng chi ở trong Đại Kinh Phật nói rõ cho chúng ta biết Phật Pháp nếu không có người nói tuy trí cũng không thể hiểu. Nếu muốn lý giải Phật Pháp, nhất định phải gặp thiện tri thức. Có người giảng giải cho bạn. Giúp bạn học Phật, giúp bạn đọc Kinh. Bạn mới có thể hiểu được chúng ta hiện nay học phật hiểu rồi chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ bạn bè chúng ta đem phật pháp giới thiệu cho họ dùng phương pháp dùng phương tiện thiện xảo phá trừ nghi hoặc của họ thánh hiền thế xuất thế gian đều dạy cho chúng ta chúng ta chỉ nhớ ân đức của người Tuyệt đối không nhớ oán hận Chúng ta biết Ân đức là sự bộc lộ của tình cảm chân thật Oán hận đều là đủ thứ hiểu lầm Không phải là thật Việc gì phải đem nó để ở trong lòng Thứ năm, đây là nói cộng tài Bỉ thử bần phú bất đẳng đương dụng phù tế bất đắc hổ tương phỉ bán người ở thế gian bởi do nhân tu trong đời quá khứ khác nhau cho nên chắc chắn không thể nào bình đẳng người có của cải phải biết giúp đỡ bạn bè thường xuyên chu cấp trợ giúp cho bạn quyết định không được phỉ bán không được phép khinh mạng đây là dạy cho chúng ta cái đào giao thiệp qua lại với bạn bè Ngược lại với điều này, chính là cuồng chư vô thức, bán chư đồng học. Bạn bè ở trong nhà nho nói, đồng học giai bằng, đồng chí giai hữu. Cho nên hữu phải thân hơn nhiều so với bằng hữu là đồng chí chí hướng như nhau đồng là học chung học chung không nhất định chí hướng như nhau ở trong ngũ luân nhất định phải biết nhất định không được lừa dối lừa dối không được phép phỉ bán càng không được phép chúng ta học phật thì phải áp dụng từ những chỗ này bắt đầu học từ những chỗ này tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dẫn đến đây thôi ai cẩn dịch viên đạt cư sĩ vòng tay cư sĩ vọng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật